Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo, 6 giờ hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2021. Những thông tin tổng hợp được đăng tải trên trang báo mới.com và trang nhân dân.vn. Sáng 26 tháng 12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ 3. Cùng dự có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và gần 350 đại biểu đại diện cho 16.000 luật sư. Trong cả nước, ông phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương giới luật sư Việt Nam đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời đề nghị, trong bối cảnh hiện nay, các luật sư phải luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phải biết nói không với tiêu cực, tuyệt đối không tiếp tay, không tham gia chạy án, không có hành vi trái với quy định pháp luật. Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý các luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế để có thể bảo vệ quyền, lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam, bảo vệ lợi ích quốc gia trong các tranh chấp pháp lý quốc tế. Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng, đào tạo đội ngũ luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, nghiên cứu xây dựng và đề xuất với chính phủ về chính sách thu hút luật sư tham gia sâu hơn vào các vụ kiện quốc tế liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điều chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, theo thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 là 330.000 đồng một tháng. Theo Nghị định 07 năm 2021 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một người một tháng, nên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu năm 2022 có sự điều chỉnh như trên. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 94617 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đối với đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc sớm cho phép mở lại khai thác chuyến bay thường lệ đi châu Âu, Úc. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tổng hợp, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, xem xét kỹ và chủ động quyết định việc nối lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ tới các địa bàn có hệ số an toàn cao, bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi đi lại trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn về giám sát y tế nhập cảnh, hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động dịch vụ và kinh doanh. Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao, trước mắt là Bắc Kinh, Quảng Châu, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Singapore, Viên Chăn, Lào, Phnom Penh, Campuchia, hoặc San Francisco, Los Angeles, Hoa Kỳ, trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh, bảo đảm an toàn, hiệu quả và thông suốt. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Dịp cuối năm, tình trạng người tham gia giao thông trong tình trạng sử dụng rượu bia có xu hướng gia tăng. Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn cả nước trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý các hành vi nói trên. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận giao các nhà đầu tư nghiên cứu lập đề xuất dự án xây dựng đường trên cao số 5 đoạn từ nút giao Trạm 2, Thành phố Thủ Đức đến nút giao An Sương và dự án đường trên cao Bắc Nam. Tổng kinh phí của dự án khoảng 30.000 tỷ đồng. Theo đó, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố được giao nghiên cứu lập đề xuất dự án đường trên cao Bắc Nam theo hình thức đối tác công tư PPP hợp đồng BOT từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày được giao. Trường hợp đề xuất dự án không khả thi, không được cơ quan thẩm quyền phê duyệt hoặc quá thời gian 6 tháng mà chưa hoàn thành, xem như công ty từ chối tham gia tiếp tục nghiên cứu dự án và tự chịu các chi phí đã thực hiện. Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án đường trên cao số 5. Cả hai dự án thuộc danh mục công trình Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2021 đến 2030 theo hợp đồng BOT. Dịp cuối năm,
tình trạng người tham gia giao thông trong tình trạng sử dụng rượu bia có xu hướng gia tăng. Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn cả nước trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý các hành vi nói trên. Trước tình hình ùn tắc tại cửa khẩu và ảnh hưởng của dịch COVID-19, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo quyết liệt để chia sẻ, giảm bớt khó khăn, đồng hành cùng các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. Tỉnh đã điều trị miễn phí cho lái xe đường dài bị nhiễm COVID-19 và tiếp tục điều chỉnh giảm phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu, giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. Cụ thể, tỉnh Lạng Sơn sẽ giảm phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, giảm 10% đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, giảm 5% đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển cảng, hàng hóa có nguồn gốc nước thứ ba. Đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa và các phương tiện khác giảm tương ứng theo loại hình hàng hóa xuất, nhập khẩu, tại điểm A và điểm B khoảng 1 điều 1 nghị quyết 17 năm 2021 ngày 28 tháng 10 năm 2021. Mức giảm được thực hiện từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022. Đối với giá dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định 251 ngày 25 tháng 12 năm 2021 tiếp tục giảm 20% giá dịch vụ xe ra vào bến xe đối với tất cả các loại phương tiện. Tại quyết định số 2752 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định tạm thời giá dịch vụ xe ra vào bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh của Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian thực hiện từ 25 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 3 năm 2022. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, tuần qua, Chính phủ Nhật Bản quyết định đưa ra ngân sách quốc phòng năm 2022 lên đến 47,18 tỷ đô la Mỹ. Như thế, đây là năm thứ 10 liên tục mà chính phủ Nhật tăng ngân sách quốc phòng. Điều này bắt nguồn từ thực tế môi trường an ninh khu vực ngày càng có nhiều thách thức, trong đó có ba yếu tố chính tác động đến Tokyo. Thứ nhất, chương trình tên lửa và hạt nhân mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên theo đuổi tiếp tục nhắm đến các căn cứ của Mỹ và các thành phố của Nhật Bản để răn đe Mỹ. Thứ hai, các hành động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển Đông đe dọa đến quyền lợi của Nhật Bản, vì đó là các vùng biển nằm trên tuyến hàng hải quan trọng. Song song các hành vi này, Bắc Kinh còn liên tục gây áp lực quân sự ở eo biển Đài Loan. Thách thức an ninh ở eo biển Đài Loan cùng với biển Hoa Đông và biển Đông xuất phát từ quan điểm theo đuổi chủ nghĩa xét lại của Bắc Kinh, chính là các mối đe dọa an ninh đối với Tokyo. Thứ ba, Tokyo nhận thức rằng cần gánh vác gánh nặng an ninh lớn hơn để bổ sung, hợp tác với các đồng minh của Nhật là Washington. Có như thế, Nhật Bản thể hiện được vai trò lớn hơn. Tuy nhiên, mức tăng ngân sách quốc phòng của Nhật không hề là động thái gây quan ngại, vì chỉ mới tương ứng tỷ lệ 1,1% so với GDP nước này. Bởi nếu so với hai quốc gia lân cận thì Hàn Quốc và Trung Quốc có tỷ lệ ngân sách quốc phòng so với GDP lần lượt là 4,5% và hơn 5%. Giới chức địa phương cho hay một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một địa điểm tụ tập đông người đêm 25 tháng 12 ở thành phố Beni, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Thông báo từ giới chức quân sự đang kiểm soát tỉnh Bắc Kivu cho biết, thủ phạm sau khi bị lực lượng an ninh chặn vào quán bar đã kích nổ thiết bị mang trên người ngay, ở lối vào quán. Ngoài số người thiệt mạng nói trên, còn 13 người đang phải điều trị chấn thương tại bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong quán bar có khoảng 30 người đang tổ chức tiệc Giáng sinh. Thông báo cũng cho rằng thủ phạm thuộc các lực lượng dân chủ đồng minh, lực lượng quân sự khét tiếng nhất tại khu vực. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Đại tá Nasisse Muteba, hiện phụ trách thành phố Beni trong thời kỳ tình trạng khẩn cấp tại miền đông nước này, đã kêu gọi người dân về nhà vì lý do an toàn. Thưa quý vị, trong lúc phân loại phế liệu thu mua tại gia đình, ông Lê Đức Tiến, 57 tuổi, ở xã Hoàng Thịnh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhìn thấy vàng trong đôi ủng cao su phế liệu. Số tài sản gồm một dây chuyền, đôi bông tai và ba chiếc nhẫn vàng. Ông Tiến sau đó trình báo cơ quan chức năng địa phương.
Công an xã Quảng Thịnh đã đến kiểm kê, niêm phong số vàng và tìm kiếm chủ sở hữu. Căn cứ hành trình thu mua ve chai của ông Tiến, nhà chức trách xác định bà Nguyễn Thị Mộc, 66 tuổi, trú phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, là chủ hợp pháp số tài sản nên tổ chức trao trả. Ông Tiến chia sẻ, người ở quê có lẽ phải tích góp nhiều năm mới được số và như vậy, nếu đánh mất sẽ đau khổ lắm. Công an xã Hoàng Thịnh đã đề nghị chính quyền biểu dương, khen thưởng ông Tiến. Hoa anh đào nở rộ trên những đồi tre. Hoa đào cổ Sapa bật những cánh hồng sớm trên dọc đường Nguyễn Chí Thanh vào khu du lịch Sum Gua Phan Si Phan Lê Gần. Đồng tô những sắc màu đặc trưng của nó lên từng khoảnh khắc Sapa, kích thích những bước chân khám phá. Dạo chơi trên, biển mây bồng đã nhiều năm, lên đỉnh sang mây đã trở thành một trải nghiệm tất yếu khi mùa đông đến của những người yêu Sapa, ưa dịch chuyển. Ở Sapa có rất nhiều điểm mà bạn có thể thỏa sức chiêm ngưỡng khung cảnh mây trắng xóa bao phủ cả núi rừng như núi Hàm Rồng, bản sâu Chu Sapa, bản hang đá và đặc biệt là đỉnh Phan Si Phan Quyền Thoại. Mỗi điểm ngắm mây sẽ là một trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú khác nhau. Nếu như núi Hàm Rồng là nơi bạn có thể chứng kiến hiện tượng mây luồn qua ánh sáng, bản sâu chưa đem đến khoảnh khắc ngắm mây trong thành ầm reo vui của chim muông. Bản hang đá là sự kết hợp tuyệt vời của mây và đá thì nơi đỉnh thiên Phan Si Phan, mây đẹp tựa chốn Bồng Lai. Chỉ cần lướt cáp treo bài dây lên nóc nhà Đông Dương, bạn sẽ thấy thiên đường trước mắt. Mây bồng bềnh bao phủ khi cuồn cuộn như thác, khi lại êm đềm như dòng sông chảy tới tận chân trời. Có những lúc, cảm giác như ta có thể bước đi trên biển mây bồng bềnh trắng xóa ấy, để dạo chơi tới những đỉnh núi xanh thấp thoáng ẩn hiện trong mây kia. Lên đỉnh Phan Si Phan săn băng tuyết sương mờ, băng tuyết cũng là những đặc sản của mùa đông Sapa. Dịp này, nhiệt độ Sapa giảm sâu, cả phố núi chìm trong sương mờ hư ảo mỗi sáng sớm hay lúc chiều buông. Sương đổ tràn xuống thị trấn, la đà bên vạt rừng xanh, lãng đãng trên sườn núi, bồng bềnh theo gió dẫn tới bản làng xa xôi, dập dờn trên nóc nhà nhỏ xinh tạo nên khung cảnh lãng mạn đến mê quặc. Vào những ngày nền nhiệt giảm sâu hơn dưới 0 độ C, đỉnh Phan Si Phan Sapa có thể sẽ thớt đãi du khách khung cảnh băng tuyết trắng xóa. Còn nhớ năm ngoái thôi, đúng dịp cận Tết Nguyên Đán, Phan Si Phan đã đón một đợt tuyết chưa từng có, với lớp tuyết có nơi dày tới 40 đến 90 cm. Nhiều du khách đã ngay lập tức nắm cơ hội lên Phan Si Phan để tận hưởng không gian tuyết phủ đẹp như trong phim cổ trang. Năm nay không thể dự đoán trước được thời tiết, nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người gắn bó lâu năm với Phan Si Phan, thời tiết khô trên đỉnh như năm nay khi có lạnh sâu sẽ rất dễ xuất hiện băng tuyết. Và ngay thời điểm cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 2021, trên khu vực đỉnh Phan Si Phan đã liên tục xuất hiện hiện tượng sương muối tạo thành lớp băng mỏng trắng vào sáng sớm. Nên nếu may mắn, rất có thể bạn sẽ có được một trải nghiệm tuyệt vời khi được chạm tay vào băng tuyết ở nơi nóc nhà Đông Dương. Dạo chơi giữa xứ hoa anh đào thu nhỏ mấy năm nay, dân đam mê Tây Bắc có thêm một lý do nữa để đi xa bao mùa đông, đó là ngắm hoa anh đào trên đồi chè Ô Quy Hồ và rải rác tại nhiều điểm đến khác của Sapa như khu du lịch Hàm Rồng, vườn quốc gia Hoàng Liên, khu du lịch Sun Gua Phan Si Phan Lê Gần hay con đường quanh khu vực hồ trung tâm thị xã. Anh đào đặc biệt nó đẹp nhất tại khu vực đồi chè Ô Quy Hồ, cách thị xã Sapa chừng 8 km, nơi những hàng anh đào rực hồng nở bật lên trên nền xanh của những cây chè. Từ trên cao nhìn xuống, từng hàng anh đào xen kẽ giữa màu xanh của đồi chè, dưới ánh nắng mai hay khi sương mờ, tạo nên một điểm check in khiến bao người mê mệt. Còn ở Sun Gua Phan Si Phan Lê Gần, hoa đào cũng đã bật nở. Tại khu vực nhà ga đi, những cánh hoa đào cổ Sapa mong manh, thuần khiết cũng đang khoe sắc trong cái lạnh đặc trưng của mùa đông Sapa. Khu vực trung tâm của khu du lịch, mai anh đào Đà Lạt cũng đang khoe những chùm hoa hồng thắm đầu tiên. Theo đại diện Sun Gua Phan Si Phan Lê Gần, hiện khu du lịch đã trồng 300 cây hoa đào gồm mai anh đào và đào cổ Sapa. Không bao lâu nữa, Sun Gua Phan Si Phan Lê Gần sẽ trở thành điểm đến đình đám cho các tín đồ yêu hoa đào. Khám phá ẩm thực đậm chất miền cao Sapa, những ngày đông giống như một thiên đường ẩm thực mà một khi đã đi lạc vào đó, bạn sẽ quên mất rằng mình đang ở chế độ ăn kiêng, hoặc là mình vừa mới ăn ở quán nào đó rồi. Các món nướng đương nhiên là không thể bỏ qua, mà ở Sapa, quán nướng cả một trời lựa chọn. Thắng cố, cá hồi, các món từ heo rừng, gà bản, với nhiều du khách, đến Sapa nếu chỉ vì mục tiêu ăn trọn vẹn những món ngon của vùng cao thì có lẽ cũng hết cả tuần. Sapa mùa đông bởi thế nên chưa khi nào thôi hấp dẫn, cho dù ai đó có thể đến nơi này cả trăm lần rồi. Hồ La Rê Bích Lách có màu đen kịt, nằm giữa một khu rừng càng làm tăng thêm dáng vẻ đáng sợ của nó. Tuy nhiên, khi biết được thứ chất lỏng màu đen này là gì, ai nấy cũng đều tò mò muốn di chuyển bên trên hồ. Phần cuối bản tin mời quý vị cùng khám phá về hồ kỳ dị nhất thế giới này. Có lẽ rất ít người biết đến La Rê Bích Lách,
Đây là một hồ kỳ dị nằm ở phía tây nam Trinidad và Tobago, thuộc vùng biển Caribe. Nó không phải một hồ nước bình thường mà là hồ nhựa đường tự nhiên có diện tích 0,4 km vuông, được ví là nơi có trữ lượng nhựa đường lớn nhất thế giới. Hiện nay, ngoài việc khai thác nhựa đường vẫn đang hoạt động, hồ Bích còn là một địa điểm thu hút khách du lịch. Nơi này còn có một bảo tàng nhỏ, có hướng dẫn viên du lịch hộ tống du khách đi qua hồ. Mặt hồ láng bóng, đen kịt, giữa hồ có một dòng nhựa không ngừng chảy ra suốt ngày đêm. Ở một số khu vực, bạn có thể đi bộ hoặc đạp xe bên trên. Mặc dù nhìn hồ nước có vẻ đáng sợ, nhưng rất nhiều người tìm để được trải nghiệm bước đi trên hồ nước là như thế nào. Lưu ý, bạn chỉ nên đi cùng với hướng dẫn viên du lịch, vì họ mới là người biết địa điểm nào có thể đi được. Nếu không, bạn có thể bị lún và bị nhấn chìm xuống hồ. Trước đây, người ta thắc mắc rằng, tại sao hồ này lại không có nước mà chỉ có một thứ chất lỏng màu đen chảy ra? Sau đó, bí mật được các nhà thám hiểm phát hiện ra, có một trữ lượng rất lớn nhựa đường bên dưới. Kể từ năm 1860 cho tới nay, có khoảng 90 triệu tấn nhựa đường được khai thác, nhưng chất lỏng trong hồ vẫn không hề suy giảm. Hiện tượng kỳ lạ này sau đó được các nhà địa chất giải thích rằng, hồ sâu ít nhất 100 mét, có thể khai thác tới 100 tấn nhựa đường mỗi ngày. Ước tính có thể khai thác tới 200 năm trước khi cạn kiệt. Đây là một trong những khu vực khai thác nhựa đường chất lượng tốt nhất thế giới. Đáy hồ cho tới nay vẫn chưa dò được nên chưa xác định được trữ lượng cụ thể. Tài nguyên nhựa đường phong phú ở đây đã giúp cải thiện đời sống của người dân rất nhiều. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý áo điểm báo 11 giờ trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý áo điểm báo lúc 11 giờ. Thân mến chào tạm biệt.